Xin chào các bạn, mình là Giang đến từ xưởng in Minh Hà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ tem mẫu của thương hiệu Fox Clothing Luxury. Như các bạn đã thấy ở trên màn hình, đầu tiên đó chính là chiếc mắc rền. Đây các bạn có thể thấy chiếc mắc rền này được bên mình đã mặc sẵn 2 mét để cho shop có thể sẵn sàng may vào. Về kích thước của mắc ở đây thì chúng mình cũng to nhé. Chiều ngang của nó là 7cm và chiều rộng là 5cm. Với kích thước to như thế này thì mắc sẽ được dùng để may vào áo mùa đông, áo phao, áo rất là dày thì kích thước to này sẽ phù hợp. Tiếp theo đó chính là bộ hai chiếc mắc lấy. Đây các bạn có thể nhìn thấy đó chính là một chiếc mắc lấy màu vuông này là một chiếc chữ nhật. Sau đó hai chiếc này sẽ được treo chồng lên nhau. Vậy làm thế nào để treo chồng lên nhau như thế này thì chúng mình sẽ cung cấp loại thêu hồi màu lâu như này. Đây này thì sẽ giúp cho là sản phẩm của bạn có thể được một màu hơn. Một gói thêu hồi này của bên mình thì là sẽ gồm có 1.000 cái và các bạn có thể thấy là có rất nhiều màu. Đây mình sẽ lấy một màu đây, mình sẽ lấy một chiếc ở trong gói thêu hồi này và sẽ kết nối cho các bạn xem. Đầu tiên có thể thấy là cái dây thường này thì là một đầu bằng hình chữ nhật và một đầu hình tam giác nhọn như thế này, rất là dễ xỏ. Thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ nối hai chiếc mắc giấy vào với nhau như đây. Sau đấy thì đây mình cứ giả sử như đây là chiếc mắc vải đã được may vào rồi thì sau đấy chúng mình sẽ sập trực tiếp như thế này thì là sản phẩm mắc đã được treo vào thành một bộ hoàn chỉnh. Các bạn có thể hình dung như thế này và các bạn có thể thấy là khi mà mình dùng chiếc dây dù này khi đã sập vào rồi thì rất là khó có thể kéo được ra. Và đây là một chọn một bộ sản phẩm của thương hiệu Fox mà bên mình đã làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi sản phẩm của xưởng in Minh Hà. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Miss Giang 0948056712. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.